Dạ, Dùng Mai Chiếc Trà Bông xin chào quý cô chú anh chị gần xa nha. Cả nhà ơi, bữa nay em giới thiệu với anh chị một cái siêu phẩm bên vườn mai nhà em luôn nè cả nhà. Đó là cây cúc thọ hương nha anh chị. Thọ hương, hoa thơm, bông chùm mà còn lâu tàn nữa nha cả nhà ơi. Rồi, đây, cái này đặc biệt ở chỗ là cái bộ đế quá xá là to luôn kìa cả nhà. Ồ, nó quá trời to luôn nha, cái hoành cũng bự nữa nha anh chị. Nè, coi nè, nó cũng hơi uốn lượn nhẹ nha cả nhà. Đó, rồi cúc thọ hương luôn nha cả nhà. Cây này có thông số là hoành 23 luôn nha. Hoành nó tới là 23 luôn. Cao thì là cao 67 và chiều ngang là 70 luôn nha cả nhà. Cúc thọ hương á mọi người ơi, đẹp quá xá luôn đúng không nào anh chị mình. Và cây này em giao lưu với anh chị giá chỉ có là 3 triệu thôi. Bên em sẽ bao phí ship cho cả nhà luôn nha. Hàng này thì em đã vô dây chỉnh sửa cho anh chị mình hết trơn luôn rồi. Form toàn tròn đều đẹp ha. Không có gì phải bàn cãi về cái vẻ đẹp này hết trơn luôn nha cả nhà. Rồi để em xem cần có mấy mắt bo nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Trời ơi, ghép tới 7 mắt bo luôn nha cả nhà mình. Quá xá là đẹp luôn nha anh chị mình. Rồi, cúc thọ hương luôn nè cả nhà. Đó. Ờ không, trời ơi, 8 mắt bo chứ không phải là 7 luôn nha. Rồi, ghép 8 mắt bo luôn nha cả nhà. Ở bên trên này là 4 nè, ngay chỗ mấy cái thân này là 4 nữa ha. Đó, ở đây 3 cái, dưới này là 1 cái, này là 4 cái, nữa là 8 luôn nha. Trời ơi, em điểm sót rồi. Rồi, cái này giá là 3 triệu thôi, em bao ship cho cả nhà mình luôn. Cúc thọ hương luôn nha anh chị mình. Rồi, ưng hết cái dòng mai này thì có gì alo dùng mai của chiếc trà bông nha cả nhà. Đó, tranh thủ nha anh chị mình ơi.